Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Tìm hiểu xe con tay máy nằm và những cái ưu nhược điểm cần biết trước khi anh em chọn mua. Xe con tay máy nằm chính là những cái mẫu xe con tay như là Asilo 125, MXX 125 hay là Minh Kim Clam v.v. Nếu đặt cạnh những cái dòng xe con tay số cho mình khối động cơ với cái đầu xi lanh đặc nghiền như Exciter hay là Winner v.v. thì những chiếc xe con tay mới nằm sẽ bộc lộ những cái ưu nhược điểm riêng mà những anh em trước khi chọn mua cần phải hiểu rõ để tránh vỡ mộng. Chi phí vận hành thấp. Đối với những cái mẫu xe con tay mới nằm phổ biến hiện nay ở Việt Nam như Asilo 125, MXX 125 hay là Minh Kỳ 105 được trang bị cho mình dung tích động cơ dừng ở con số là 125cc. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này rơi trong khoảng là từ 50 đến 65 km dòng lít xăng tùy theo từng dòng xe và cái điều kiện vận hành trên đường phố hay trên đường xa lộ. Dung tích nhớ của chiếc Asilo 105 rơi vào khoảng 0,8 lít, còn MX 105 hay là Minh Kỳ 105 thì rơi trong khoảng là 0,9 lít. Dung tích nhớ cực ít và chỉ cần đổi duy nhất một bình trong những cái lần thay nhớt mới. Ngoài ra những cái mẫu xe con tay máy nằm hầu hết đều ứng dụng hệ thống giảm nhiệt bằng gió tự nhiên, nó không cần phải thay nước làm mát như cái chiếc Exciter, Winner hay Raider v.v. Dễ dàng điều khiển và làm quen. Trọng lượng của những cái chiếc như Asilo 125, Minh Kỳ 105 hay là MX-105 chỉ khoảng từ 102 đến 108 kg, cộng thêm cái cấu trúc hộp số 4 cấp. Riêng cái chiếc Minh Kỳ 125 cái đời 2022 trở lên thì là hộp số 5 cấp, dễ dàng làm quen và sử dụng, thích hợp với những anh em mới bắt đầu tập làm quen xe con tay lẫn nữ giới, không khiến cho người lái cảm thấy bối rối khi vừa mới chuyển từ cái dòng xe số sang chạy xe con tay. Đặc điểm trọng lượng nhẹ còn giúp cho những cái chiếc Asilo 125, Minh Kỳ 125 hay là MX-105 di chuyển một cách linh hoạt ở trong đô thị, đem tính cái cảm giác tự tin cầm lái cho người sử dụng khi dễ dàng xử lý những cái trường hợp va chạm, đặc biệt dễ dàng xây dịch chiếc xe trong cái không gian hẹp. Hiệu suất không ấn tượng. Trên các mẫu xe con tay máy nằm dung tích chỉ có 125cc, như mình đã nói ở bên trên, cái động cơ của chúng không ứng dụng hệ thống làm mát bằng dung dịch nên hiệu suất động cơ nguyên bản sẽ không vượt trội lắm, bởi vì nếu nhãn sức không kìm hãm cái phần hiệu suất thì động cơ dễ xảy ra cái tình trạng quá nhiệt, ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của những cái chi tiết bên trong. Vì hệ thống làm mát bằng gió thực sự nó không giảm nhiệt hiệu quả bằng hệ thống làm mát bằng dung dịch v.v. Hệ thống giảm nhiệt bằng dung dịch số cho mình khả năng hạ nhiệt độ dầu nhớt một cách hiệu quả và nhanh chóng, đặc biệt giảm cái sự giãn nở cho nhiệt độ của những chi tiết bên trong động cơ, đặc biệt tối ưu hóa cái tuổi thọ độ bền của cái phần động cơ trong những cái chuyến hành trình dài và liên tục. Không dễ thay thế phụ tùng. Hầu hết mọi người lựa chọn những chiếc xe con tay bởi vì yêu thích cái cảm giác lái là cực bốc trong những cái pha bứt tốc, hiệu suất lật cao ngút ở những cái dãy tua máy cao. Đó chính là lý do hầu hết mọi người đều lựa chọn những chiếc xe con tay máy nghiền chứ không phải những cái mẫu xe con tay máy nằm. Yếu tố thị trường khiến cho cái lượng phụ tùng của những mẫu xe con tay máy nằm ở Việt Nam như Asilo 125, MX 105 hay là Minh Kỳ 105 là không được phổ biến lắm. Số lượng phụ tùng ở những cái nơi bán và tiệm sửa xe không đầy đủ, khiến cho việc sửa chữa phát sinh thêm cái phần thời gian chờ và tiền bạc. Exciter 105 độ kiển đơn giản nhưng đầy tinh tế. Cái chiếc Exciter 105 ở bên dưới đây được khoác trên mình một cái bộ cánh nhẹ nhàng nhưng đầy phong cách đến từ Indo. Theo đó, một số món đồ chơi giá trị làm kèm nó trở nên cứng cáp hơn. Cái Exciter 105, một dòng xe con tại nhà sức dầm hà, bóc dáng nhỏ gọn, đậm chất hào cùng với phân khúc 105cc mạnh mẽ, đem lại khả năng ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe đến từ xứ Việt. Theo bao năm tháng thiền lọt bản độ dần dần được ra đời, nhẹ nhàng, đơn hữu, theo những phong cách khác nhau từ mỗi người. Và cái chiếc Exciter 105 độ kiển dưới đây một dẫn chứng cụ thể. Quát cho mình một bộ cánh đen được lãm, mang phong cách Indo đầy cứng cáp. Phần yên được gọt lại góc cạnh tạo ra sự im ái. Chàng chân mỏng manh nhưng đầy cứng cáp với combo mâm, đĩa và yes. Heo dầu KTM 2 bít xứng cùng với dầu Morin. Cánh trái nhẹ nhàng hơn với ốc bằng lửa chất tì cần số 2 chiều cho việc sang số trở nên thoải mái hơn. Bộ nhôm sẽ đĩa DAD vàng ánh phai tàn theo năm tháng. Ống xả nguyên thủy trở nên thẩm mỹ hơn, Oppo Spark Nano
heo của Rainbow hay biết đối xứng quay ngược đầy ấn tượng, có sự hỗ trợ của phát nhôm CC. Cảm ơn bạn đã theo dõi này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.